Chào mừng anh em đến với Bao Vsoft dân quê Mevia. Chúc anh em và gia đình có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và cuộc sống bình an. Hôm nay Lão Thọ muốn thử thách bản thân cho nên quýnh kèo đồng 100 điểm nha anh em. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Pizza Quỳnh Chí Linh. Mời anh em theo dõi trận đấu. Được chưa? Sao? Rồi, đúng rồi. Máy chưa? Bấm rồi. Không biết rồi. Đá lên hay quá. Một ôi rồi, đánh số bước sạm như trời, sức mỏng ghê chưa. Cái đấy đi, nó giống vô tải cứng quá, khởi động. Wow, trắng kìa, rộng hơn. Không gì khó khăn, vì bê chúng luôn à. Dừng miếng này. Dữ trời. Bê bê vô mới học phải bê xuống mới có được bê chúng. Khó ta. Sáng sớm vô để thấy bi ác gì. Wow, cũng luyện cái này dữ lắm, luyện mà. Rồi, nhắn tin cái ngăn là tới liền. Hồi sáng giờ ngăn trứng kèo. Bữa nay nguyên ngày hay gì ha? Trời ơi, trời, quýnh nguồn lực vậy mà còn thiếu nữa. Bà tiếp luôn nghe anh Quang. Đi quýnh cái dư thôi sao quýnh thiếu. Và quýnh chết đạn thắng sợ luôn. Tuột luôn. Rồi ghi điểm làm bảng luôn đi. Nhiều sáng quýnh kỳ quá ta. Nãy giờ cũng chưa vô. Quýnh động bữa anh Quang ơi. Trời trời trời, bị xém hụt luôn trời. Ha. Quýnh động bữa đây. Quýnh cho thoải mái đi. Nào chắc là thay đầu cơ lại, quá anh Quang đầu cơ này thấy sao sao rồi. Thay đầu cơ nhiều mà bo lại thôi, gọt bo lại. Ừ, nó bị phù ra nè. Gọt bo lại. À. Cái dao gọt hả? Cái đầu chuốt trong đó đó. Ba điểm. Trời ơi. Gom được rồi, nhìn thấy nó lịch sự rồi. Đúng đi, bình thường đi. Không ép rồi nha. Chết tại em rồi, em banh rồi. Nó phải nghịch. Trời ơi, trời ơi. Banh, banh, banh nhỏ, banh nhỏ. Kìa, kìa, đó thủ tới nè, kìa ngang ơi. Cool it.
Trời 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 trời. Trời ơi, trời ơi. Ghen từ đời nào rồi. Thằng Long nó đang hừng hết tên nội đúng vô nó quýnh chết luôn. Bữa nay nó hừng rồi đó. Trời ơi, lâu lắm rồi. Ôi trời, gặp mấy bạn ở đây ạ. Đang có khách ở đâu không biết. Đang khách ở đâu không biết. Ủa. Lấy cờ Thảo quýnh. Cờ Thảo đúng không? Hay thiệt chứ. Cơ mới chút làm à. Lại lụm luôn à. Trời mới chút. Tôi mới sửa xong rồi. Ừ. Không chút rồi lại thôi chính. Sao mấy cái đó bị hoài ta, cũng phải có lúc tào lao chứ. Mời để quýnh tay quýnh tay chọc hai điều. Không mấy cái đó khẽ vô mà nó thiếu chứ. Cái này đâu có quýnh đâu cần chấp nữa. Khẽ gì. Nào đi được nó ăn đó. 900 đồng. Bữa nay nổi giò lên rồi. Quýnh cho nó thủ chạy luôn. Nay nổi giò lên rồi. Không, nó thủ nổi giò. À đang đáng lẽ ra là về cái cây gậy của anh bển á. Ừ. Cho có đối thủ cầu thủ cũ quay trở lại. Xui nữa hả? Chúng đi, con bị hụt cái trào máu giống rồi. Cái này học cũng vậy thôi chứ vậy. Chưa quýnh mà nó học cực kỳ vậy đó. Cái đó mà học cũng vậy thôi. Vừa. Anh xây 100 nha. Ba cát. Dày quá dày. Sáng tại sao nó bị giật giật thịt cũng kỳ trời. Dính mất cảm giác nha. À, tối ngủ rồi bị tê tay không hay đâu. Dám có mà. Chà, lâu lắm mới gặp cái hình vi này nha. Lắm lâu mới thấy cái hình vi này nha. Lắm lâu à. Lắm lâu gặp cái hình vi này, quýnh thứ gì chưa nói. Hôm qua quýnh cái ông thắng kêu miệng lên quýnh như thứ đó. Quýnh về cái quýnh cơ mờ của ấy. Ê, quýnh chống cua anh đó bạn. Dễ vậy, quýnh nhỏ 10 điểm vậy. Bi nằm hình chưa đẹp không? Dư rồi. Đấy. Bằng bi bằng ngang cái gỡ nợ luôn. Trời, sai ta.
không được rồi. Anh em tiện tay thì giúp đỡ cho Quang một like, mời anh em cùng giao lưu chém gió bằng cách để lại bình luận, Quang sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Do kênh mình cũng mới thành lập nên sẽ có nhiều thiếu sót, Quang rất mong nhận được sự góp ý của các anh em để cho kênh ngày càng phát triển và hoàn thiện. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Sát vô băng luôn nghe được hỏi nha. Ngay mặt luôn. Quýnh 2 cơ 10 là gác ta một khúc rồi. Ôi trời. Mua lửa phun khói gác rồi quýnh đêm đồng mà tâm lý đâu có gì đâu. Kéo về không chết nó sợ á. Quýnh tâm lý đâu sợ đó. Mà mỗi chấp 20 còn hơi gác. 10, 23. Quýnh hụt rồi để vậy luôn đó hả? Vì sao kéo lạc đạn chứ trời, kéo hơi mạnh quá. Lạc đạn sợ thua quá nghĩ chứ quýnh giờ quýnh hụt rồi để bị vậy đó, đâu có nghĩ cho đi nó hụt đâu. Như miếng rồi chưa có kinh nghiệm rồi bầm nữa rồi có kinh nghiệm kéo nổ chứ. Thích vô là băng bi rồi, băng luôn. Gặp cũng phải có lực chạy chút xíu em thôi. Gặp như ngày xưa là mắc xe. Sáng quên lấy, sáng quên lấy bi giật trước không có nhìn quen. Dạ. Bảy. Ấy, đá vô cái bích luôn á. Tám. Dạ. Mềm rồi. Lấy lên nửa bàn thôi. Mềm rồi, chín. Cú lê qua gom quýnh gì chạy lan 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 không cú lê qua chạy của gửi qua gom mày sao gom qua cái đi cho qua cái đi cú lê qua đỏ chạy 2 quận nhẹ quá dư vậy trời ơi tôi canh sao 9 điểm trời ơi trời thiếu tí xíu. Trời ơi 32 rồi. Biết được kịp không đây? Được chưa? Tôi quýnh cái rồi. Trời. Đau dữ. Chị mà ngon tao băng đường này đứng đang có gì chạy đi luôn à, băng ngang nằm vô dậu đó là sao bậy luôn. Ồ sáng quýnh làng quá. 29 kỳ quá kỳ quá kỳ quá dữ vậy. Thiếu trời ơi trời ơi quýnh chưa bị thiếu để đó một phê ra mà không vô không nhẹ quá không ra phê nữa quýnh đủ lực cái một điểm bậy bạ quá. Đủ chưa? Quýnh vậy đủ lực chưa? Gán lấy tinh thần là thôi, sốc lại quýnh theo kịp, ông quýnh cái này hồi banh giống à. Chưa hay gì mấy. Từ từ mới hay. Đâu hay được liền. Hello.
kéo hụt cái này luôn nè. Mới chơi không thiệt. Bên bàn cái bên là Quốc Ngăn đấu với Ngô Long, trận thứ hai thứ ba gì mà mình đăng á nha. Ở đây hai cầu thủ này lâu lắm rồi không có quay. lỡ đang quýnh với lão thọ rồi không có dời cây gậy qua được, thôi dời cây gậy qua anh đây quay trận bên này. Kèo này bé cơ đâm bụng mấy lạng. Hai chục hai cơ vậy thôi, gắng lắm thôi. Quýnh ta chuyên sáng kỳ quá. Ừ, đè dữ chưa? Quá đè mà. Vàng giật giật nó hơi khó chịu. Vàng xả bên kia. Nói là dữ trời. Vàng giật dần ăn quá. Tứ thì cũng meo mà quýnh một băng thì tỷ lệ đá. Rồi. Bàn này giờ vô không quen, quýnh cái băng mình cảm thấy khó chịu quá. Bảy, băng bi kìa, quýnh gì sao gớp. Băng bi hai dậu ngón gớp mà. 25. Đâm vô đây nè, đừng quýnh, đâm nhẹ vô thôi. Nhẹ dữ chưa? Dư miếng. Ôi ơi, trời gì không dư. Chúng chị là hơi chưa vừa bụng đó, dư gì. Nhẹ thôi, đá không chúng nữa. Dở, quýnh đẩy vô chứ bị dày luôn. Ai quýnh nhiều. Ôi trời, cố gắng. Nắm đá chưa? Số chi. Trời ơi. Ôi sáng hôm nay sao thua vậy, quýnh cái gì cái nếp đi thấy ngộ quá. Cái đó hụt là hên đi chứ. Trời ơi. Tôi lê vô cái mép mà vô không được. Banh tôi luôn. Hên cho đối thủ đó, chứ mà đối thủ nói. Vậy đặc biệt sáng đặc biệt là lạ không ta? Cái đó hên nha. Bê bao chúng nhìn gì trời. Ốc phê nó hơi kỳ á chứ thấy không. Canh không ra được cái ốc phê của cái bàn ấy. Lan hả? 1, 3, 5. Kiếm đường nào hạn chế băng ốc phê rồi mới được. Chơi đợt rác đi. Banh nữa rồi, quýnh cái gì mà để vô gà dậu không rồi, sáng quýnh kỳ quá. Không có tay sao quýnh nè. Con bi vô chúng rồi nhắm gì nữa trời. Quên luôn. Quên anh ơi. Anh thắng bị chiêu đó hoài luôn. Liếc mà ổng hụt bi chúng đá lên cũng chúng à. Một điểm trả cơ nha, quýnh quá ăn chạy á. Hai hai này đều ba không dám đẩy cơ giống cái bàn kia luôn đó, nhiều đó là nó đủ rồi đó. Hai rồi thiếu sau chạy đạn gì được không? Được. Anh hay rồi, anh quýnh cho anh chạy đạn được. Anh hay rồi. 37 đi cơ hai thôi, chạy đạn đi rồi. Rồi
Ở vậy tiếng Anh nó bây giờ ra qua bàn khác quýnh thôi, chứ quýnh bàn này là làm không lại đó thọ, qua bàn khác là quýnh đồng luôn. Này quýnh văn hay quá, ra ghìa luôn rồi. Trời ơi, quýnh bàn này làm dễ gì lại. Bàn này giờ mình vô cái băng là mình dở hơn rồi. Tôi dở rồi. 15. Một. Chết người ta luôn mà không dám quýnh nhẹ, cho đáng lẽ là phải nhẹ nhẹ mà sợ không vô rồi góp phê khó chịu. Mát qua băng á, đừng mát đi. À, bốn sáng quýnh bì không bì mời kỳ quá. Đây rồi. Ở lên cái coi, cho khỏe coi. Né đá. Trời ơi. Bóc. Trời ơi, hay dữ. 5 điểm. 42. Vịnh nhẹ có chút xíu. Rồi, bữa nay em thua được chưa? Quýnh như thế này em thua đó. Luôn. Cái trái đó là quýnh KG đây nè, mà tại đó hủ xui đá cái chạy lên đây thôi. Vậy đó mà còn quýnh trúng được nữa đó. Cái đó phải quýnh hụt rồi. Luyện hôm qua dữ lắm, chết mẹ, thiếu quýnh rồi. Cũng có sơ sót chút đỉnh. Đây là chúng nè. Nữa, giờ đưa. Đấy, đấy, bên này khó nghe. Bên này bị khó nghe, cứ giỡn nghe. Trời ơi, trời. Nó rồi mà không tin. Đừng có giỡn. Giỡn nhọt cái đối thủ trời. Trời ơi. Trời ơi, vô thiếu kìa, bởi vì các bạn. Rồi, thiếu miếng luôn. Vì tính quýnh móc trắng vàng ở đây là vừa đủ luôn nè. Quýnh thiếu mới vô lực thiếu. Trời, đỏ sắc băng là hết sợ rồi. Đỏ sắc băng thấy meo rồi. Vô. Một tiếng anh Quang. Bốn mấy mới 15 rồi, lâu không ơi, meo tao lắm ơi. Ai meo lắm rồi. Làm như đối thủ không có 20 điểm chắc đối thủ quýnh thoải mái quá. Trời ơi trời ơi trời ơi. Không được rồi. Dằn ăn quá vậy. Đi vô tới đó mà dằn chạy ngoài luôn. Chết luôn. Thôi. À. Bước qua đời nhau để làm nhau đau. Xét thì xét luôn. Lửng lửng khó chịu vậy. Cái này là vô sở trường của anh đánh dầu rồi đó. Không có vô mình muốn giống người ta. Bốn. Mỗi bàn mỗi khác ha, ba game của bàn bên kia là trái đó lọt rồi đó. Thầy chỉ vậy sao? Thank you.
ngày luôn, không có thay đổi được gì nhiều hết trơn. À, băng này còn lòn, hang dậu thì nó meo. Lại ra băng nữa hả? Hang dậu là một băng. Hang dậu thì hụt chai đạn. Hang dậu bánh dừa là hụt chai đạn rồi. Đó nằm chết rồi. Hang dậu nặng quá. Thì nó hơi nặng thôi. Chúng chết hụt chết nha. Trời ơi. Chúng thì đó hổ cũng khiêm đó. Chúng chết hụt chết mà. Ngay luôn đi vậy Quýnh. Ừ. Một. Đưa vô cái băng cho nó dễ ăn chút. Bây giờ kiếm mấy đường nào không có băng đi chứ vô băng canh không được rồi anh em ơi. Một. Mạnh rồi. Nhưng mà không sao. Nói không? Cái lưới gọi chứ băng dịch dịch nha. Kỳ lắm kỳ. Ồ sát vô trắng. Ừ. Quýnh cái lực không đẹp rồi đó. Quýnh lực đẹp đẹp đỏ nó về rồi quýnh cho ông luôn. Gì? Cho băng nữa rồi. Bị đó quýnh chúng chúng vàng mạnh thì vàng cũng ngon vậy. Trời ơi trời chúng. À hỏi ra cái kéo về luôn đây. Vừa kéo. Tập nặng quá. Đá hên luôn. Không đá cũng hên nữa. Ừ, ra luôn. Thôi, trời banh luôn. Ngay lúc về luôn. Tập rồi. Trời ơi trời. Không vậy mà quay ốc phế xìu luôn trời. Kỳ. Lần nữa đi. Kỳ quá. Không có trúng đâu, giật rồi. Quá cá bén nè. Gì cũng đá một cái nữa. Ba điểm. Thằng nào ngon. Cá bén quá giật luôn nè. Không ngon rồi. Về đây đi. Không ngon. Ồ, trời ơi, trời ta dài mà không ngon. Ừ. Sắc ơi, sắc ơi, sắc ơi. Ơi. Xui vậy. Vậy đi. Cũng cũng ngon. Ta dạy mà đâu sao thấy kéo này. Kéo mạnh mạnh mới ngon, kéo nhẹ nhẹ không ngon rồi. Thôi được rồi, ra được rồi chàng. Thôi vậy. Bây giờ trôi đó đà, trôi đó đà. Anh trời không lòn trời. Sao lòn được đá cái. À, đã cứu nữa chạy dựng dựng lên thấy hơi khó lại liền rồi. Bốn à, thằng bên đây đi theo muốn kẹp điểm bằng bên đây luôn rồi. Dắt gì trời ở bên đây quýnh nhanh gì vậy. Thiếu miếng ơi. Ừ. Ôi đâu phải bạn nhà thế nào quýnh chứ. Bốn nữa hai bốn. Bốn tiếp đi. Đó hả trời trời ngán vụ văn dằn quá vậy. Thôi nghỉ dằn đi ra chảnh luôn đi. Hỏi dằn nữa. Trời có chúng đâu mà dằn. Có chúng đâu mà dằn. Bốn tiếp bốn tiếp. Có chúng đâu mà dằn. Quá hay. À tôi đã thủ đi lại nè. Chơi mà sợ. Thử đi lại chơi mà sợ trời trời dịch vô văn đi chơi. Sao hên không mình có hên rồi đó vì ở đâu giống quýnh nhẹ đâu quýnh nhẹ tuột. Ôi cũng chưa thay đổi được gì nhiều. Từ từ, giấc này đâu quýnh nhẹ được nữa đâu. Nó có gì mới không? Cao thủ đang quýnh hai băng đang tốt nè. Không, quýnh hai băng tốt. Ây da! Quýnh ba băng là hụt rồi.
Ôi trời ơi, đau nữa rồi. 1. Lại gần gần đi cho dễ quýnh. Giờ vô băng là tự nhiên cái cảm thấy nó khó nè. Chỗ người ta quýnh lại kiếm chuyện hoài đó. Nè thua là tại bà chủ nè. Thua tại bà chủ. Phải không? Phải không? Xin lỗi các bạn, tôi chịu không nổi rồi. Băm rồi. Đào. Tham dữ vậy. Tham dữ vậy. Trời. Tham dữ vậy. Ai mượn tham mà khóc. Sao đẹp. Vụ gì đây? Một. Quá gì? Được rồi, về tới đó là ok rồi. Câu đòi hỏi gì nữa? Cái gì đó, cái gì đó. Đó, đó, đó thủ luôn bây giờ hư lai gai. Quýnh móc đít mà kỳ vậy ta. Trời ơi, okay, kêu nó đi, bỏ đi. Móc đít mà kỳ vậy ta. Còn tiếp đi. Rồi, ca ghê, tắt thở rồi. Rồi luôn rồi, đủ chạy không? Tắt thở. Trời ơi trời, cảnh lực hay. Một. Xém chút nữa hơn hẳn thương đau. 41 rồi kìa. Đây chạy như vậy đâu. Quan trọng là không có tay. Tài trái quân chúng mới trời. Quýnh vô cái băng nó là lụm rồi, nó quýnh cái khó. Ừ. Ba. Không có kiểm soát được. Bốn. Rồi bữa nay quýnh nhanh đỡ tới bây giờ. Năm. Chết gì ta? Ngon mà. Sao? Đá mới hên. Không đá rồi. Đó. Đá dịnh lại giùm. Băm nữa, ngay góc về nữa. Chu vô băng đó, con che nghề của anh. Đấy. Lên nữa sao? Hi. Quá. Wow. 7 điểm. Rồi rồi. 51. Sao nữa không phải. Nay đùa với bả nó vậy. Chơi luôn đó, đùa luôn. Xíu cơ 20 nó cũng kế bên là gì đâu, thôi gán nó thôi. Không, 30 nó kế bên nha. Xui sao? Ngay luôn. Hát gì? Mắt xê, quýnh băng. Lấy trúng cái đây. Tính gì thì dồn lên cũng được rồi. Chơi gì không ngon. Dạ, chờ. Cái này còn không ngon hơn nữa. Không. Chưa. Yeah. Không có, không có. Ba tiếp luôn nè. Trời ơi, phát băng dữ vậy sao? Phát băng quá. Ồ, cuốn cái này không kịp. Đáng kỳ quá. Hai.
tranh lực gì mới chạy vô gà luôn rồi, hay chứ. Rồi bể luôn. Chắc ui. 4 điểm. 105. Chỗ. Cái đó cũng tham không được, tham thì đảo đảo quýu quá. 4. Con này 3 không lại bể 3 không? Ba hai quên rồi. 3. 3 4 người ta. Đó. Cái này có tập rồi nè. Đá cao quá ta. Cái này có tập rồi đó. Đi lại đá cao quá. Thì đá đó. Không, được cái kia kìa chứ không phải cái gút bê. Vậy là tập chưa tới rồi. Ồ, gì là tập chưa tới rồi, phải tập thêm rồi. Ồ, chạy đâu. Này không nổi vậy. Bốn kết. Hai đường trúng. Hai. Alo luôn. Gì vậy? Chủ nhật thứ bảy nhật vô mới rảnh chứ để cuối tuần đi chứ bây giờ kêu ổng không đâu, ông ra gắt cái khốt lum nữa. Hai điểm 107 mệt quá, thả nhẹ dễ quê gì ra. Năm. Rồi. Em tới luôn trời. Rồi bạn lỡ bạn đây cũng bồ luôn đó, chơi luôn đó. Bằng điểm rồi. Ủa anh kia làm ngủ nhanh dữ trời. Dặn cái ăn ghê chứ dặn phải thật ra luôn. Về thôi bỏ ông đó đi. Vậy chủ gì chắc thua này. Mười một gà thua mà kêu niền gà dữ ở đó gà gì còn hơi ít đó. Chắc bằng quýnh chứ nổ ngon quá. Thôi chúng xiền đi. Gấp gì. 12. Hay vậy mà còn chưa chắc hung nữa đó. Rồi vô này. Ngay cái cháu. Em nghe anh ơi. Vậy quá dư. Ấp quê mà. Ba không về đó dư mới làm nữa. Mười bốn gà dữ ta. Trời ơi, dở.
14 nữa. Quá mỏng luôn. Giờ nữa đi, nằm khoảng này được rồi. Được chưa? Vừa. Trời, thiếu góc rồi trời. Ác số thiệt chứ. Quýnh trái 2 băng hụt thì để là trái 3 băng. Phải không nghe? Quýnh 2 băng hụt để là 3 băng. Còn quýnh kiểu chú bán dầu là quýnh 6 băng về. Quýnh một cái đùng. Bây giờ chơi đâu có sợ nữa. Trúng luôn rồi. Gì? Rồi tránh trúng. Nào, quýnh hụt để cho ba bằng. Cái này quýnh dằn ngon lắm đó, không phải giờ dằn. Không biết đâu, không biết đâu, không biết đâu. Khổ thiệt chứ. Trời dằn băng trúng luôn á. Không biết đâu. Nó dằn 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 giật 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 nó khó chịu á. Có gì không? Có gì không? Có gì không? Có. Ghê, chích ra. Đi này quýnh lấy chúng đi chứ. Một như không có gom được đâu, quýnh hụt cái chết á. Chứ là ngon rồi. Rồi đó. Gà quá vậy. Này. Trời ơi, đệ tử sư phụ mà. Nay không hẹn sang nữa hả? Nay có thằng Sang có hẹn không? Trời ơi mát. Nãy giờ còn chi. Trời trời đi 11 nữa rồi. Một quá rồi. Lòng quýnh quá trời quýnh này. Trời lấy mép mép quê mèo quá. Trúng trời cu lê hơi mà còn trúng nữa. Ui mèo quá. Đây là 4 à. Đây có đem cái đạn bên phải là phi cơ à. Để lại cho ngắn đi, để lại ống không ăn được thì thôi chứ sao vậy. Để quá trời trời. Vụ gì, nghe chăng luôn rồi. Nó canh quê hay trời. Nó thấy Huy chạy vô cái chăng vàng đó. Đó là nhà đó thổi thổi căng hay quá anh em ơi. Bảy trời ấp phê ấp phê chân dư trời. Nên 8 nhỡ băng tàu lao. Hết ốc phê rồi, quýnh kỳ lắm, chạy 2 ba băng cái hết ốc phê à. 9. Trời trúng gì đứt ruột chứ nhỉ. Lém 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 lém. Mười. Quá ngon. Mạnh chút ngon quá. Dạ ngon rồi. Quận ngữ. Không chịu là hồi không có luôn đó. Trời ơi quận ngữ dở thiệt. Bị lấy quận ngữ không tới luôn. 52. Đối thủ này giờ đợi mình 3 cơ. Cảm ơn đối thủ. Nhờ đối thủ đợi cũng theo được ít không bao nhục. Trời ơi gì vậy. Tôi gà rồi. Trời ơi đỡ khổ quá. Không được tính nhẹ nữa nè. Đó, từ hào đó, đó. Thả nguyên rõ làm đó. Đúng rồi ngân ạ. Biết thiệt chưa. Trời ơi lòn luôn. Trời ơi. Dễ ngủ sao? Thật ngon rồi. Đấy, hỏi cái lòn rồi sao?
mạnh quá. Ê, mình quá luôn vàng. Trời ơi, trời gì vậy? Quá ngon. 4 điểm. Nhanh gì vậy? Ghê vậy hả? Quýnh sao? Quýnh tao mấy đứa rồi hả? Đâu đi theo Long mới được. Làm quá rồi. Bên hai đi hai bằng luôn đi. Bộ động được rồi đó. Thì 4 mấy, 5 mấy cái bên đó, bên đó 8 mấy đây và 6 mấy là vừa rồi. Rồi đi thế nữa, banh luôn. Giật cái lòn không được. Đá vô nè, chạy đâu. Vô ngay cái gõ. Ôi vừa thôi. Trời ơi, gãi đâu hay vậy. Mười hai mới lên tới là đạp nữa rồi, không đợi gì trơn. Ê thôi, thôi cái này cũng chết đạn luôn mấy trời, ghê. Mười ba. Trời ơi, nhà bạn B không được rồi. Quý quá. 13 là 80. Trái đó hơi thiếu, quýnh nhẹ nhẹ nhà bạn B. Quýnh vừa hay rồi, canh cho lòn qua, nhà đối thủ quýnh không được rồi, quýnh được cũng hay rồi. Nó mày là cái dao mình cho cướp thôi. Chị chiều chú bắn dầu không được rồi các bạn ơi, chú bắn dầu cũng mạnh hay quá. Dao mình cho cướp rồi, anh cướp gì anh cướp đi. Đây cơ 30 hôm ra mới kịp. Một đát vô. Hai. Tính tiền sát vô cái hũ sừng mỏng có được, sát vô luôn. Gì đây chạy, nó chạy không kịp. Lợi dụng bàn bê rồi. Mé bàn nó bê tiếp. Bốn. Bê vô nghỉ đá luôn nè. Đó. Đâu. Dậu móc nhẹ đứt rồi. Đấy. Được rồi. Tám. Như vậy 8. Quá ghét. Như rồi 13. Nhìn tư. Rồi luôn bê vô sao chúng. 8 điểm. Đổ vô là hết chúng nổi cho 8 điểm mà còn khóc nữa. Cái quýnh lại nhẹ quá, cấp phê ra không tới nổi. Rồi đi, hai anh bển, hai anh đây lụm luôn đó. Bên bển thấy hơi gác bên này rồi đó. Hẹp phải không? Hơi hẹp bên đây rồi đó. Hẹp quá đây.
gì cũng ém luôn đó trời. Ai vậy? Quá vừa luôn nè. Cái này cũng được. Này về nhiều khi ga đá. Này nhiều khi xui hai dậu ga đá. Không có. Nhét cái lỗ đó đó cháu mình chạy ga trước thì ăn đá. Rồi qua được 50 rồi. Qua nãy giờ. Bê vô chút nữa. Bằng bi cho hẹp đẹp luôn ha. Cái này tay nghịch là không chắc ăn rồi. 52 triệu quá ta. Là mẹ tám mấy quá. Một cú mắt xê. Trời ơi, trời sao kỳ. 3 điểm, cú mổn. Trời ơi, yếu gì. Gán ơi, 9 cái nữa cho xong cái thủ luôn ơi. Chắc vô. Hơi nhẹ. Cái gì khó khăn trời. Giờ tao win bằng vàng cũng còn. Hai. Ba điểm. Bằng vàng lỡ tao win lại bằng đỏ nó thành bị thường. Bê vô đá không được. Ôi trời, 4 điểm. Còn nữa, 98 còn 2 đó. Được hỏi đây nè. 95. Được rồi. 5. Ủa 4, 3, 1, 4 nè. Giờ máy không quan trọng nữa rồi. Nó xui à. 5. Nghe là gán, gán mài. Rồi. Không chơi vô quýnh giờ chỉ à. Chỉ tao quýnh 7, 3 tao lấy đạn không à. Ừ. Giả bộ chỉ quýnh học không à. Không rồi. Xong là gì tôi nói cái gì. Làm đây không? Làm đây. Đây đi gọi đây hay thử cái đánh chơi lên đây đi. Ê, ý muốn quýnh bồ. Gà đang hừng, đá quá đá rồi, đá chịu không nổi luôn mà. 25 45 12 dữ dạng. Chắc cơ mà còn trúng. Trúng là sao luôn. Cái gì ăn mất trúng là sao chứ. Chắc cơ. Cơ mà cũng trúng. Hiểu không? Trúng luôn.
Gì mà anh thế? Dở dữ trời. 15 cái. Ngay như cây cơ luôn chà. 37. Hay rồi. Ừ. Cái cơ là cái thật luôn. Rồi, bất ngờ thục luôn. Trời ơi. Muốn đứt lắm mà đứt chưa được. À, đâu thì cầm bển đâu cầm đây vậy luôn đó. Chơi vậy luôn đó. Rồi ơi, rồi ơi. Trời ơi. Mấy điểm cuối chưa muốn đứt. Một thiếu phê hoài, nhẹ nhẹ là thiếu. Chưa ăn đâu. Trời còn nuôi. Còn nuôi hy vọng với trời. Chưa ăn đâu. Giống à. Được. Ba. Rồi đợi tao giết luôn à, tao đặt nó ưa giết cọp lắm. Ừ. Hai cơ thủ bạn kia người ta đang đợi ráng giết tiếp. Năm. Cái bàn gì mà ngộ quýnh nhẹ cái thật để phê quýnh nhẹ vô cái là nó chạy không đụng băng cái đã mắc phê luôn. Đáng lẽ ra tao dở dãi nè, tao thổi bụi ra chạy mượt lắm chứ. Má bì tao quýnh mà nói hoài à. Thua. 7 là 74. Cụ lê cho tám binh mà đường nào chảy. Cụ lê cho chết luôn. Này quýnh mỏng càng tốt. Hai ra mời hết quýnh luôn. Giết cọp cái con 28 nữa thôi mà. Bà trong hy vọng mong manh với người ta. 28 nè. Đây là thấy gọi rồi nè. Để vô. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.